chồng rước Kiều Ngân bằng xe đạp trong hôn lễ ở Đồng Tháp. Ca sĩ Johnny Ngô cùng dàn phù rể dùng xe đạp chở Hoa hậu Kiều Ngân và dàn phù dâu trong hôn lễ sáng ngày 28 tháng 1. Sau phần lễ, Johnny Ngô chở vợ trên xe đạp gắn bóng bay, chạy vòng quanh trung tâm thành phố Sa Đéc tới nhà hàng tiệc cưới. Kiều Ngân nói cô quê gốc Đồng Tháp, còn chú rể lớn lên ở Sài Gòn. Gia đình muốn giữ giá trị văn hóa truyền thống nên họ chọn di chuyển bằng xe đạp để gợi nhớ hình ảnh hôn lễ của bố mẹ hơn 30 năm trước vào ngày vui của mình. Dàn phù dâu, phù rể reo hò khi chú rể khóa môi, bày tỏ tình cảm với cô dâu. Trước đó, 9 giờ 30 phút sáng, vợ chồng Kiều Ngân làm lễ hằng thuận ở chùa Từ Thuyền, nơi Hoa hậu lấy pháp danh. Họ diện áo dài đỏ đồng điệu, cặp sao thành tâm trước ban thờ Phật. Kiều Ngân cho biết gia đình cô tín Phật nên muốn thực hiện nghi lễ thành hôn đặc trưng trong đời sống tâm linh của người Việt. Cả hai mong tổ ấm của họ sẽ luôn yên ấm, thuận hòa và hướng tới những đức tính tốt đẹp của đạo Phật. Họ lắng nghe những lời căn dặn của sư thầy để xây dựng hôn nhân hạnh phúc, bền vững. Vợ chồng Johnny Ngô bên gia đình. Sau lễ hằng thuận, họ tổ chức tiệc ở nhà hàng, mời 150 khách. Trước đó, hôm 25 tháng 1, Kiều Ngân và chồng tổ chức lễ tân hôn tại nhà riêng ở thành phố Hồ Chí Minh. Chiều cùng ngày, cặp sao tổ chức tiệc báo hỷ, mời 400 khách. Kiều Ngân nói 2024 đánh dấu cột mốc 7 năm cả hai bên nhau và đây cũng là con số may mắn của hôn phu tương lai nên họ quyết định về chung nhà. Hoa hậu cho biết cô chuẩn bị khá lâu cho ngày trọng đại nên không thấy hồi hộp, bỡ ngỡ. Cô hạnh phúc khi được mọi người quan tâm, chúc mừng. Kiều Ngân sinh năm 1989. Cô cao 1,74m, từng đăng quang Hoa hậu Việt Nam toàn cầu 2015. Sau khi đoạt giải Én vàng 2017, cô chuyển hướng làm MC và kinh doanh. Dù giải nghệ cắt quát đã vài năm, cô vẫn giữ vóc dáng được khen lý tưởng, thần thái kiêu sa, quyến rũ. Gần đây, cô là MC chương trình Người Hát Tình Ca và tham gia Én vàng 2023 với vai trò đội trưởng. Johnny Ngô tên thật Ngô Trọng Thành, sinh năm 1989, quê thành phố Hồ Chí Minh, anh thành công ở thể loại rap. Ca sĩ là biên đạo chính cho nhóm 365 trong 3 năm. Sau khi rời nhóm, anh hoạt động độc lập với phong cách âm nhạc trẻ trung, sôi động. Anh có nhiều ca khúc gây chú ý như Chạm Tay Vào Không, Like It Up, Thanh Niên Nghiêm Túc. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.